xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài. Kính thưa quý khán giả, chương trình phát thanh Tin Lành do Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Virginia thực hiện để giải bài chân lý cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại, cũng như giải đáp những thắc mắc của quý khán giả về niềm tin của Cơ Đốc giáo. Chúng tôi cũng đồng ý với mục sư Billy Graham rằng chúng ta không thể dùng sự hiểu biết hữu hạn của con người để giải bài tất cả những gì Đức Chúa Trời đã mặc khải qua Kinh Thánh, cũng như giải thích tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng mời những vị mục sư, những diễn giả kinh nghiệm và được đầy ơn Chúa để có thể trình bày cho quý vị hiểu thấu đáo được lời của Đức Chúa Trời, hiểu được chân lý cứu rỗi. Rất mong quý vị theo dõi và giới thiệu đến bà con, bạn bè xa gần để họ cũng được nghe lời Chúa và được cứu như chúng ta. Kính thưa quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, cũng như quý vị đang lắng nghe chương trình phát thanh Tin Lành của Hội Thánh Chúa tại Virginia. Kính thưa quý vị, như thường lệ, chương trình của chúng tôi gồm có hai phần: câu chuyện hàng tuần và phỏng vấn giải đáp niềm tin. Trong đề mục câu chuyện hàng tuần ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị câu chuyện có tựa đề Ba Vị Tiến Sĩ, qua phần trình bày của Hà Vân, Nam Anh và Ke Vinh Phạm. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe. Ba vị tiến sĩ vô thần và cụ bà tin Chúa. Sau Thế chiến thứ nhất, một nước nọ muốn dùng phương pháp khoa học để tuyên truyền người dân, mong muốn cả dân tộc thoát ly khỏi tín ngưỡng. Vậy là trong một buổi hội thảo, chính quyền mời ba vị tiến sĩ lên thuyết giảng. Vị thứ nhất là tiến sĩ về thiên văn. Sau khi ông bước lên sân khấu, lý giải vô số lý do về thuyết vô thần. Cuối cùng, ông hô to: "Tôi đã dùng kính viễn vọng quan sát vũ trụ hơn 20 năm, nhưng chưa bao giờ trông thấy thần. Vì thế, chắc chắn không có thần thánh." Sau câu nói, ông nhận được tràng pháo tay của một số đông công chúng. Vị thứ hai là tiến sĩ y học. Sau khi nói rất nhiều đạo lý, cho rằng con người tuyệt nhiên không có linh hồn, ông kết luận: "Tôi từng giải phẫu hàng trăm thi thể, quan sát tỉ mỉ các bộ phận, thế nhưng không phát hiện có nơi nào để linh hồn gửi gắm. Trong tim à? Trong đầu à? Trong máu à? Tôi đều giải phẫu nhiều lần rồi, nhưng không thấy gì. Vì thế chắc chắn không có linh hồn." Nói xong, lại nhận được một tràng pháo tay vang dội. Vị thứ ba là một nữ tiến sĩ, một nhà luận lý học. Cô từ từ bước lên sân khấu rồi phát biểu: "Người chết giống như cái đèn bị tắt, chết là hết. Tuyệt đối không có cái gọi là thiên đàng hay địa ngục để phán xét. Tôi từng đọc qua cassette của Kim Đông Thây, nhưng không thấy ghi chép gì về chuyện này." Sau khi ba vị tiến sĩ thuyết giảng xong, người chủ trì hướng về phía công chúng nói: "Nếu trong tất cả mọi người có ai không thỏa mãn hoặc muốn tranh luận, đều có quyền lên thảo luận công khai." Sau một lúc lâu, nhưng không có ai lên tiếng phản bác. Buổi tuyên truyền chuẩn bị kết thúc trong sự đắc thắng. Bỗng, một bà cụ bước lên sân khấu, nói với người chủ trì: "Tôi có thể hỏi thêm vài câu hỏi được không?" Vị chủ trì nói: "Rất hoan nghênh cụ." Thế rồi bà cụ
nhìn vị tiến sĩ đầu tiên hỏi. Anh dùng kính viễn vọng nhìn được hơn 20 năm. Thế anh có nhìn thấy gió không? Nó có hình dạng thế nào? Vị tiến sĩ trả lời. Kính viễn vọng, sao có thể trông thấy gió được thưa cụ? Bà cụ nói. Trên thế giới có gió không? Anh dùng kính viễn vọng nhìn không thấy gió. Lẽ nào anh có thể dùng kính viễn vọng nhìn thấy thần? Anh dùng kính viễn vọng nhìn không thấy thần thì có nghĩa là không có thần sao? Vị tiến sĩ chỉ biết im lặng, không thể nói lại được. Thế rồi bà cụ lại nhìn sang vị tiến sĩ thứ hai, hỏi. Anh có yêu vợ anh không? Vị tiến sĩ kia thưa. Dạ, có yêu thưa cụ. Bà cụ tiếp lời. Vậy thì anh đưa con dao giải phẫu cho tôi. Tôi thử mổ bụng anh xem thử coi cái gọi là yêu đó nó nằm ở bộ phận nào? Trong gan, trong dạ dày hay trong ruột? Bên dưới, mọi người cười vang dội. Tiếp tục, bà cụ lại nhìn sang nữ tiến sĩ hỏi. Cô đã đọc quyển sách này chưa? Nó gọi là Kinh Thánh. Chẳng phải rõ ràng quyển sách này mọi người sau khi chết đều chịu phán quyết sao? Cô đừng tưởng chết là hết. Phải biết rằng việc sau khi chết còn nhiều và dài hơn lúc còn sống rất nhiều. Khi cô còn trong bụng mẹ, nếu có người nói với cô rằng không lâu nữa cô sẽ có mặt trên trái đất, có trời, trăng, sơn thủy, phải ăn cơm, mặc áo quần, cô có tin không? Thế nhưng hôm nay cô không chỉ tin mà còn thực sự đã đang sống trong thế giới này. Thế giới vĩnh hằng cũng là như thế. Suy gẫm, đọc xong câu chuyện này, bạn có cảm nghĩ gì? Câu chuyện vừa có vẻ dí dỏm, cắt rất tế nhị, lại gợi lên cảm giác chua chát trong lòng người đọc. Sao con người lại có thể sống bất cần đến đời sống tâm linh của mình như vậy? Rõ ràng là nhân sinh quan của ba vị tiến sĩ trong câu chuyện là tiêu biểu cho ba nhóm người. Họ theo chủ nghĩa vô thần, chỉ sống cho vật chất, không màng đến tâm linh, sống thực dụng và chỉ lo hưởng thụ vì cho rằng chết là hết. Ba nhóm người này có mặt khắp nơi trên trái đất, không phân biệt quốc gia hay chủng tộc. Điều đáng buồn là tất cả đều sống vô ơn và không chịu nhận biết có đấng tạo hóa là đấng đã sáng tạo ra chính thế giới này, trong đó có con người chúng ta. Cú ba trong câu chuyện tiêu biểu cho phần còn lại của thế giới loài người. Họ là những người sống với đức tin nơi Đức Chúa Trời ba ngôi, với chương trình cứu rỗi nhân loại đã được ghi rõ ràng trong Kinh Thánh. Ngài là đấng tạo hóa, vì yêu thương nhân loại đã đến thế gian trong thân vị Chúa Giêsu, chịu chết để cứu chuộc nhân loại khỏi án phạt đời đời ở hỏa ngục. Ngài còn ban Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng người tin để chăm sóc, dìu dắt và chúc phước cho những ai tin giữ được sự trung tín với Ngài cho đến cuối cùng. Hầu như cho người ấy được giữ phần nơi thiên đàng, vinh hiển đời đời phước hạnh. Ma quỷ và những thế lực tối tăm không muốn cho con người được cứu. Chúng muốn kéo theo càng nhiều người càng tốt cùng xuống hỏa ngục với chúng. Chúng khiến lòng người trở nên tối tăm, không thấy được con đường cứu rỗi của Đức Chúa Trời ba ngôi đã dần sẵn để cứu nhân loại. Nhóm người vô thần và không tin có linh hồn thuộc nhóm tiến sĩ thứ nhất và thứ hai lý luận rằng vì không thấy thần cũng không thấy linh hồn nên không tin. Rõ ràng câu hỏi của bà cụ là một đáp trả khôn ngoan của người tin Chúa. Chúng ta không thấy gió, cũng không thấy không khí, nhưng gió và không khí vẫn hiện hữu và đem lại ích lợi sống còn cho con người. Và còn có rất nhiều điều như vậy. Mời bạn suy gẫm lời Chúa Giêsu phán bảo về những người sống với đức tin nơi Chúa thật là phước hạnh. Giăng 5 câu 24. Quả thật, ta nói cùng các ngươi,
Ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Sự chết mà Chúa Giê-xu đề cập chính là sự chết về mặt tâm linh của tội nhân, là những người chưa chịu tiếp nhận ơn cứu chuộc mà Ngài đã ban cho. Khi chịu chết trên thập tự giá để xóa sạch tội lỗi của họ, sự hiện diện của đấng tạo hóa được bày tỏ khắp mọi nơi chung quanh chúng ta. Khi ngắm nhìn thiên nhiên tươi đẹp nơi quả địa cầu với bầu không khí đầy dưỡng khí mà Ngài ban cho cách nhưng không, có khi nào bạn tự hỏi ai đã tạo những vật này cho chúng ta? Hoặc khi ngắm nghía sự cấu thành huyền diệu của thai nhi trong bụng mẹ, hay là khi trò chuyện với chính linh hồn mình, bạn có đồng một tâm tình như vua David đã thốt lên trong Thi Thiên 139 và 103 hay không? Thi Thiên 139 câu 13-14: Vì chính Chúa nắn lên tâm thần tôi, dệt thần tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Thi Thiên 103 câu 1 và câu 5: Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Một điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát. Lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như chim phụng hoàng. Nhóm người thứ ba cho rằng chết là hết. Họ không tin ở thiên đàng và địa ngục. Họ lý luận rằng người chết giống như cái đèn bị tắt, và họ không tin có sự phán xét. Nhóm người này thường có chung quan niệm sống với nhóm thứ nhất, là không tin vào sự sáng tạo của đấng tạo hóa. Người theo thuyết Darwin phủ nhận sự sáng tạo của Thượng Đế và cho rằng con người là sự tiến hóa từ loài khỉ. Nếu quả thật là như vậy, thì họ phải trả lời cho câu hỏi: vậy thì ai đã tạo ra con khỉ? Cũng có người phủ nhận sự hiện hữu của đấng tạo hóa và lý luận dựa vào thuyết Big Bang, vụ nổ lớn, cho rằng một quả cầu lửa lớn nổ tung đánh dấu sự khởi đầu của vũ trụ. Nếu có sự nổ tung này để hình thành vũ trụ, ắt phải có một khởi đầu. Nếu vậy, ắt phải có một đấng sáng tạo sự khởi đầu đó của vũ trụ. Tóm lại, ắt phải có đấng tạo hóa, là một đấng tự hữu và hằng hữu. Ngài là đấng tạo dựng ra cả thế giới này, trong đó con người cũng là một tạo vật của Ngài. Sự sáng tạo này đã được ghi lại rõ ràng trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời đã làm nên con người từ bụi đất, rồi hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loại sanh linh. Linh hồn của người chính là sinh khí mà đấng tạo hóa đã ban tặng. Sáng Thế Ký chương 2 câu 7: Jehovah Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn lên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh. Khi sự chết về thân thể đến, con người trút hơi thở cuối cùng và linh hồn trở về với đấng tạo hóa, là đấng đã ban nó để chờ phán xét. Còn thân xác trở về với cát bụi, vì vốn là từ cát bụi mà con người được tạo ra. Mời bạn suy gẫm lời Chúa ghi lại trong Kinh Thánh, sách Truyền Đạo đoạn 12 câu 6-7, mô tả rất bấn bẩy về sự chết thân thể của loài người, ví sánh như dây bạc đứt và chén vàng bể, như vò vỡ ra bên suối hay bánh xe gãy ra trên giếng. Truyền Đạo chương 12 câu 6, câu 7: Lại hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa trước khi dây bạc đứt và chén vàng bể, trước khi vò vỡ ra bên suối và bánh xe gãy ra trên giếng, và bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ,
và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó. Như vậy chết không phải là hết, đó chỉ là sự kết thúc sự sống ở trần gian, vốn là nhà tạm, để bắt đầu cuộc hành trình mới bất tận. Linh hồn trở về nơi Chúa là Đấng đã ban nó cho con người, để chờ đoán xét. Hỏa ngục sẽ là nơi ở đời đời dành cho tội nhân, là những người khước từ ơn cứu rỗi mà Chúa Giê-xu đã ban cho để được sạch tội. Trong ngày phán xét, những ai đã mở lòng ra tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu và giữ trung tín với Ngài cho đến cuối cùng, sẽ được sống đời đời bên Chúa nơi thiên đàng phước hạnh. Giăng chương 3 câu 36: Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu. Những cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Khải Huyền chương 20 câu 15: Kẻ nào không được biên tên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Thay cho lời kết, chúng tôi mong rằng qua câu chuyện này, bạn thấu hiểu chương trình cứu chuộc tuyệt vời mà Đức Chúa Trời, vì yêu thương nhân loại và không muốn một ai hư mất, đã dành sẵn để cứu những ai mở lòng ra tin. Mong rằng bạn nhanh chóng quyết định tìm đến bên Chúa Giê-xu, cầu nguyện, ăn năn tội, mở lòng ra tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài và giữ trung tín với Chúa đến cuối cùng. Tên bạn sẽ được Chúa ghi vào sách sự sống đời đời và bạn sẽ thoát khỏi sự đoán phạt kinh khiếp ở hỏa ngục. Mời bạn gọi số 703-232-6457 để được giúp đỡ tin Chúa. Kính thưa quý thính giả, tiếp theo là phần phỏng vấn và giải đáp niềm tin. Trong chương trình phỏng vấn và giải đáp niềm tin hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị lắng nghe cuộc trò chuyện giữa chúng tôi với mục sư Trần Thái Sơn, đang hầu việc Chúa tại tiểu bang North Carolina, Hoa Kỳ. Thưa mục sư, có lẽ mục sư cũng biết hiện nay còn rất nhiều người Việt Nam của chúng ta chưa tin nhận Chúa. Trong số đó có một nhóm người họ cho rằng không có Thượng Đế, ông Trời hay là Đức Chúa Trời, và con người sau khi chết là hết, nghĩa là không có thiên đàng hay địa ngục. Mục sư nghĩ sao về những quan niệm này? Xin mục sư cho chúng tôi cũng như quý thính giả ý kiến riêng của mục sư. Xin trân trọng kính mời mục sư. Chào anh Thành, nghe câu hỏi xong thì tôi thấy bạn này giống như một triết gia vậy á. Nhưng mà câu hỏi của bạn này có hai điều. Thứ nhất á, là tôi đồng ý Thượng Đế mà bạn nghĩ ra đó thì thật là đã chết rồi, hay là không có. Vì cái Thượng Đế mà của bạn nghĩ đó chỉ có ở trong tưởng tượng, hay là giống như những cái Thượng Đế ở trong phim ảnh hoặc truyện của người Việt Nam mình hay xem và nghe đó. Giống như trong cái chuyện Tây Du Ký mà một Thượng Đế mà chui với bạn khi gặp Tôn Ngộ Không vậy. Và tôi cũng tin rằng cái loại Thượng Đế mà bạn nghĩ đó đã chết ở trong lòng một số người nào đó, trong một hoàn cảnh hoặc là cố ý và vô tình, họ coi như là Thượng Đế đã chết rồi. Còn Thượng Đế hay là Đức Chúa Trời mà người tin Chúa chúng tôi muốn giới thiệu với bạn đó là một Thượng Đế có thật, với những bằng cớ rõ ràng, xác thực. Tôi không biết bạn có những bằng cớ nào chứng minh là không có Thượng Đế. Theo tôi á, vài người không tin có Thượng Đế là vì họ bảo rằng tôi không tin vì tôi không có thấy Thượng Đế. Bạn ơi, thực tế thì cho thấy có rất nhiều điều mắt chúng ta là loài người không có thấy, nhưng chúng ta vẫn tin là có mà. Ví dụ như bạn nghĩ không khí nè, chúng ta không có thấy không khí, nhưng mà rõ ràng là chúng ta vẫn tin rằng có không khí. Tình yêu, đâu có ai thấy tình yêu, nhưng mà tình yêu vẫn hiện hữu, và tình yêu làm cho vô số người sung sướng, mà đồng thời tình yêu cũng làm cho vô số người đau khổ. Tôi không biết bạn là thuộc về sung sướng hay đau khổ, nhưng mà nó có thiệt. Bây giờ xin bạn cho tôi một chút thì giờ trình bày những cái bằng cớ chứng minh rằng có Thượng Đế, hay là chúng ta thường gọi danh xưng của Ngài là Đức Chúa Trời. Cái bằng cớ thứ nhất á, mà chúng ta phải tin rằng có Thượng Đế là vũ trụ này làm chứng có Đức Chúa Trời. Bạn nhìn vào cái sự kỳ diệu vũ trụ, từ các vì sao trên trời,
đến ngay cái trái đất mà mình đang ở nè. Bài hát cũng có tin rằng có một cái đấng khôn ngoan tuyệt diệu nào đó để dựng nên và điều khiển nó sao? Bạn có thể tin rằng cái chiếc đồng hồ trên tay bạn với bao nhiêu cái bánh xe đi ti chạy quanh cái trục được một kỹ sư nào đó thiết kế đó. Thì làm sao mà bạn cho rằng cái bộ máy vũ trụ vĩ đại kỳ diệu kia không có một đấng tạo hóa làm ra? Cái đấng khôn ngoan mà kỳ diệu đó thì bạn gọi là gì tôi không biết, nhưng mà chúng tôi gọi đó là Thượng Đế hay là Đức Chúa Trời. Cái bằng cách thứ hai để chứng minh có Thượng Đế, bạn nhìn vào cái cấu tạo của cơ thể của bạn thì chắc chắn rằng bạn phải tin rằng có một đấng khôn ngoan toàn năng đã sáng tạo nên cơ thể của bạn, từ cái sợi tóc đến mắt nè, mũi nè, lỗ tai nè, ngay cả cái tế bào nhỏ nhặt của chúng ta nữa. Bạn biết không, dù ngày nay khoa thẩm mỹ học của loài người có tiến bộ đến đâu, cũng không có ai bác sĩ thẩm mỹ nào đề nghị là mình cải sửa cái chi thể nào ở trong con người mình được. Cái bằng cớ thứ ba nữa là bạn nghĩ là ngôn ngữ của loài người chúng ta làm chứng nè. Bất cứ dân tộc nào bạn thấy dù là văn minh hay là lạc hậu, có thể họ thiếu cái từ ngữ để chỉ về một vật hoặc một tư tưởng nào đó, nhưng mà kỳ diệu thay, tất cả đều có danh từ chỉ về đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời. Từ năm 1972 đến 1980 đó, tôi phục vụ Chúa giữa đồng bào dân tộc tại Việt Nam. Cái dân tộc đó có cái tên là Chrao. Người Chrao đó đặc biệt là họ không có cái từ nào để gọi là mục sư, họ cũng không có từ nào gọi cái nhà thờ. Cái nhà thì họ có, nhưng mà cái nhà thờ thì họ không có. Cho nên họ, thí dụ họ nói nhà là nhi, nhà thờ thì họ gọi là nhi thờ. Mục sư là mục sư, truyền đạo là truyền đạo. Nhưng mà đặc biệt là nói đến Đức Chúa Trời thì họ có. À, họ gọi Đức Chúa Trời là cô vô, cô là ông, vô là cái đầu, là ông ở trên đầu mình đó. Thế bạn thấy không? Và đặc biệt là tiếng Việt Nam chúng ta luôn luôn gắn liền với cái danh xưng là trời. Bạn thấy qua những cái hiện tượng thiên nhiên ở trong vũ trụ này, qua những cái hoàn cảnh vui buồn cái đời mình, người Việt Nam mình khổ cũng kêu trời, vui sướng cũng kêu trời, vấp té cũng kêu trời, oan ức quá cũng kêu trời, cứ buồn giận cũng trách trời, sao không có mắt, bạn thấy không? Thế thì cái lời nói đó không chứng minh rằng có Đức Chúa Trời sao? Và bạn kế nữa là bạn thấy các tôn giáo của loài người đều làm chứng rằng có Đức Chúa Trời. Tất cả tôn giáo. Và tôi không biết bạn có nghe nói một cái đạo đặc biệt là cái đạo thờ quỷ Satan không? Nhưng mà cái đạo đó cũng tin rằng có Đức Chúa Trời. Kinh Thánh phán rằng ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải. Ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Và một bằng cớ nữa chứng minh có Đức Chúa Trời là Kinh Thánh làm chứng bạn à. Kinh Thánh làm chứng cho bạn biết rằng Đức Chúa Trời có thật. Ngay cái câu Kinh Thánh đầu tiên mà bạn mở Kinh Thánh ra đó, thì cái lời đầu tiên đã khẳng định rằng Đức Chúa Trời là có thật và Ngài là đấng dựng nên vũ trụ muôn loài, trong đó có bạn và có tôi. Nếu bạn có cơ hội đọc Kinh Thánh á, bạn sẽ thấy một điều. Suốt cả Kinh Thánh đã ghi lại công việc của Đức Chúa Trời từ khi dựng nên trời đất muôn vật cho đến khi loài người phạm tội chối bỏ Chúa đi theo ma quỷ. Nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn yêu thương loài người và thế giới, trong đó có bạn, cho nên chính Ngài đã đến thế gian cách đây 2000 năm trước, chết đền tội cho tôi và bạn. Kinh Thánh cũng ghi lại lời Đức Chúa Trời phán với con người, trong đó có tôi và bạn rằng, nếu chúng ta bằng lòng yêu thương quay về với Ngài, ăn năn tội lỗi, tin nhận Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ hưởng được cái phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho. Và lời Chúa ở trong Kinh Thánh cũng phán với bạn rằng Đức Chúa Trời không muốn một người nào ở trong thế giới này nó có bạn phải chết mất, nhưng muốn mọi người mà trong đó có bạn nữa ăn năn và được cứu. Dù còn nhiều bằng cớ nữa, nhưng mà tôi tin rằng với bao nhiêu bằng cớ đó mà bạn là người thông minh, chắc chắn là bạn phải đồng ý Đức Chúa Trời có thật và nhận Ngài cho cuộc đời mình. Bạn ơi, giữa cái thế giới hỗn loạn tối tăm này đó, nếu mà bạn không có Đức Chúa Trời làm cha của bạn thì bạn sẽ làm sao? Có một bài hát của người Thụy Điển đó, họ viết những cái lời thật là đáng suy nghĩ. Nếu giữa cái sự hỗn loạn này mà bạn không có Chúa thì bạn sẽ làm sao? Chúng tôi xin chân thành cảm ơn mục sư đã chứng minh có sự hiện hữu của Đức Chúa Trời.
Nhưng câu hỏi chúng tôi nêu lên còn có một phần nữa, là có một nhóm người cho rằng khi con người chết là hết, thì mục sư nghĩ vấn đề này như thế nào? Câu hỏi của bạn làm cho tôi thắc mắc. Tôi thắc mắc là tại vì bạn chưa có chết thì làm sao mà bạn biết chết là hết? Ít ra bạn cũng phải chết lần rồi bạn mới nói cho tôi tin được, phải không? Trong khi bạn chưa có chết mà bạn nói như vậy, trong còn có rất nhiều bằng cớ là chứng minh rằng sau sự chết thân thể này nó vẫn còn. Tôi nói những cái bằng cớ rất là gần gũi mà tôi tin là bạn là người Việt Nam như tôi cũng phải hiểu rõ ràng. Thứ nhất là bằng cớ là ngôn ngữ của người Việt Nam mình đó, chứng minh chết chưa phải là hết, phải không? Vì bạn là người Việt Nam nên chắc chắn bạn từng nghe và cũng từng nói những cái từ ngữ như là từ trần nè, qua đời nè, băng hà nè, đi rồi nè, khi nói một người chết, phải không? Từ trần là gì? Rất là đơn giản, từ trần là từ giả cõi trần này để đi đâu đó. Vậy chết rồi vẫn còn đi tiếp mà. Qua đời là gì? Qua đời là qua cái đời này đến một cái đời khác, vậy thì phải còn một đời nữa bạn. Băng hà là gì? Băng hà là đi qua một cái dòng sông. Đây dĩ nhiên là từ ngữ dùng cho một vị vua. Nhưng mà bạn hiểu là hàm ý là qua sông để đến một cái chỗ mới hay là đến một cái bờ, phải không? Chứ còn đâu có phải là chấm hết. Vậy thì chết vẫn còn, dù đó là ông vua. Đi rồi là gì? Người Việt Nam nào cũng biết. Khi mà nhìn một người rồi hấp hối rồi người đó ngưng thở, ngưng cảm giác hết thì ai cũng nói đi rồi, đi đâu vậy? Thế không, chắc chắn phải đến một cái chỗ. Rồi chết chứ phải là hết á. Các tôn giáo làm chứng bạn ơi. Bất cứ tôn giáo nào, tôi không biết là bạn theo tôn giáo nào, cũng tin rằng chết rồi vẫn còn. Còn khổ hay là được sung sướng thì khoan hay nói. Nghĩa là chết rồi hoặc là đến niết bàn cực lạc hay là thiên đàng, hoặc là vào địa ngục hay là quá ngục. Tôi nói với bạn một chuyện là kể cả cái tôn giáo duy vật đi nữa thì chết chưa phải là hết. Một người theo duy vật rất là nổi tiếng ở Việt Nam chúng ta là khi mà chết viết cái di chúc lại cũng nói rằng tôi sẽ đi gặp người bạn đó mà. Nếu mà chết là hết thì làm sao mà đi gặp mấy người bạn kia, phải không? Rồi cái bằng cơ thứ ba nó nói xác nhận với bạn rằng chết chưa phải là hết đó, là cái luật công bình, đạo đức chứng minh rằng chết vẫn là còn. Bạn tưởng tượng là nếu chết là hết thì thế giới này chắc chắn sẽ không còn từ ngữ công bình nữa, phải không? Thí dụ như một người sống một đời sống rất tốt, làm việc lành, việc thiện, nhưng mà chết đi rồi không ai biết. Nếu vậy thì bất công quá đi. Nếu một người mà bị chết oan, chết ít gì đó, nếu chết là hết thì ai sẽ còn muốn làm lành, làm thiện nữa? Mà bạn nghĩ đi bây giờ, nếu một kẻ làm ác, một người tham ô, sống một cuộc đời trong cái nhung lụa mà mình làm ác, làm tham ô đó rồi chết với một cái đám tang huy hoàng là hết, thì bạn nghĩ rằng nếu bạn là người làm thiện, bạn cũng làm thiện không hay là làm ác luôn? Chắc chắn chết rồi phải còn, bởi đó mới khiến người làm lành tiếp tục làm dù đời này dường như họ bị thiệt hại bạn à, nhưng mà người làm lành hy vọng đời sau họ được thưởng. Cũng chính vì chết chưa phải là hết cho nên cái ác biết sợ và bớt ác đi, vì biết rằng đời này nếu họ không bị phạt thì đời sau chắc không có thoát khỏi đâu. Cái bằng cớ thứ tư mà tôi muốn nói với bạn là chết không phải là hết rồi, là Kinh Thánh, là lời Đức Chúa Trời làm chứng. Cái điều quan trọng là Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời luôn cảnh báo con người, trong đó có bạn và tôi, rằng chết chưa phải là hết mà là bắt đầu một giai đoạn mới. Kinh Thánh làm chứng rằng theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Nghĩa là người chết rồi á thì sẽ đến trước ngay phán xét của Đức Chúa Trời tạo hóa để Chúa phán định là người đó khi sống ở trên đất này hoặc là đã ăn năn tội, tin nhận Chúa Giêsu như Đức Chúa Trời phán dạy thì hưởng sự phước hạnh đời đời, hoặc là người đó không có chịu nghe lời Đức Chúa Trời thì sẽ đi vào nơi hình phạt đời đời. Khi Chúa Giêsu còn ở trên đất cách đây 2000 năm đó, Chúa Giêsu có thuật một cái thí dụ ghi trong Kinh Thánh rõ ràng. Vì bạn chưa có chết nhưng mà bạn có thể nghe được lời của một người đã chết nói do chính Chúa Giêsu thuật lại cho chúng ta. Câu chuyện này được ghi trong sách Phúc Âm Luca đoạn 16 từ câu 19 đến câu 31. Thì Chúa Giêsu phán có một người nhà giàu
ăn mặc rất là sung sướng, thì sống một cuộc đời như vậy, không có quan tâm đến Đức Chúa Trời, và chắc cũng nghĩ như bạn chết là hết, cho nên không có quan tâm đến người chung quanh, những người nghèo khổ ngồi trước cửa để xin mình bố thí. Rồi Chúa Giê-xu phán, người giàu đó cũng chết, rồi từ ở trong nơi âm phủ mà người giàu đó chịu khổ hình đó, la lên rằng, tôi ở trong lửa này khổ quá đỗi. Đó là người đã chết từ trong âm phủ đó, nói cho chúng ta nghe. Bạn ơi, tôi nghĩ rằng khi bạn thốt lên cái câu hỏi, không có Đức Chúa Trời, không quan tâm đến Ngài, và chết là hết đó, thì tôi nghĩ rằng chắc có một cái gì bức xúc ở trong lòng của bạn hơn là nó phát từ cái bản chất của bạn. Có lẽ bạn đã trải qua cuộc đời khó khăn, hoặc là một cái hiểu lầm nào đó về Đức Chúa Trời, giống như cái chuyện của nhà văn Amatov của Nga đó. Có biết một quyển truyện là vùng đất bị Thượng Đế bỏ quên đó, ở tại Siberia. Nhà văn nó diễn tả rằng cái vùng Siberia lạnh lẽo đó, cái là Đức Chúa Trời đã bỏ quên. Và tôi nghĩ không biết, giống như bài hát của một nhạc sĩ đã viết rằng, nhiều lúc trong phong ba tôi nghĩ rằng Chúa đã bỏ tôi. Tôi xin Chúa cho bạn quay lại với Chúa đi, vì có nhiều bằng cớ nữa chứng minh chết không phải là hết. Chỉ có một điều tôi đồng ý với bạn là chết là hết. Hết những cái phương diện sau đây, chết là bạn sẽ hết cơ hội để ăn năn tội lỗi của mình. Chết là hết cơ hội cho bạn tin Chúa Giê-xu Christ làm đấng cứu thế của cuộc đời bạn. Chết là bạn sẽ không còn có hy vọng được Đức Chúa Trời ban phước lành đời đời nữa, mà bạn sẽ bị đoán phạt nơi địa ngục đời đời. Thế thì bạn hãy nghe lời Chúa Giê-xu phán, kìa hiện nay là thì thuận tiện, kìa hiện nay là ngày cứu rỗi. Và chú ý, cái từ ngữ mà Kinh Thánh nhắc bạn là hiện nay, hiện tại, không phải chờ đến ngày mai. Hôm nay có thể sớm đối với bạn, nhưng mà ngày mai sẽ không còn cơ hội. Chúng tôi có một bài hát muốn gửi đến bạn đó. Bài hát đã ngắn lắm, nhưng mà rất là thích hợp với câu hỏi của bạn. Giờ này qua đời anh sẽ đến đâu, về cõi phước hay vực sâu? Nên nhớ khánh phước tài ương luôn còn, giờ này anh khá mau chọn. Cảm ơn bạn và quý vị thính giả đã lắng nghe lời giải thích của tôi. Kính thưa quý thính giả, nếu quý vị muốn nghe lại chương trình này, quý vị có thể vào trang web của chúng tôi qua địa chỉ www.phatthanhtinlanh.net. Nếu quý vị muốn có CD hay thẻ nhớ của chương trình, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 703-232-6457. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Kính thưa quý thính giả, chương trình Phát thanh Tin lành đến đây tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Nguyện xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước trên quý vị và gia đình. Xin cho con đến với người bằng một tình yêu không gian dối. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con ôi cao quý. Xin cho con trái tim xin ngàn đời.